Hey, Evo Device, phong độ của các bạn thật là ổn định đấy. Hey, Evo Device, phong độ của các bạn thật là ổn định đấy. Thành tích quốc tế liên tục giảm qua các mùa, cố gắng phát huy nhá. Ya terserah sih lo mau apa, intinya gue bakal bukti nanti di final, tunggu aja. Waduh, kayaknya Bang Sampertin ngomong gitu karena udah gak sabar buat tanding nanti ya kan. Ya intinya kurangi basa-basi, tunjukkan aksi ya guys ya.